Nam xin gửi chào đến tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Future 125 FE của năm 2022. Phiên bản màu trắng rất đẹp luôn, các bạn có thể theo dõi cận cảnh. Và thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn thì thông qua video ngày hôm nay, mình muốn gửi tới các bạn chi tiết nhất về phiên bản này cũng như giá bán cụ thể trong thời điểm giữa tháng 11 của năm 2022. Và như các bạn cũng đã biết rồi, hiện tại mẫu xe Honda Way 125i của Thái Lan phiên bản của năm 2023 ấy, đã cập bến với Việt Nam chúng ta thông qua một số đại lý tư nhân rồi các bạn nha, với giá bán vào khoảng tầm 86 triệu trong lúc này với phiên bản phanh đĩa vành đúc trên mẫu xe Way 125i của Thái. Bản thân Top 5 cũng đã có một video quay cận cảnh trực tiếp tại xe máy Minh Long rồi các bạn nha, gửi đến các bạn cùng tham khảo thêm như vậy. Với mức giá bán hiện tại, anh em miền Nam vẫn rất quan tâm với 86 triệu bỏ ra để sở hữu cho mình một mẫu xe Way 125i là cực kỳ ok với anh em miền Nam là như vậy. Thậm chí Top 5 đã dự kiến khi về Việt Nam chúng ta đâu đó vào khoảng tầm trên 90 triệu, thậm chí 100 triệu các bạn nha. Nhưng chỉ 86 triệu thôi, mình nghĩ là cực kỳ ok. Và trong thời điểm hiện tại Việt Nam chúng ta thì rất nhiều bạn đang mong ngóng, mong chờ tới sự xuất hiện của dòng xe Future 125 của năm 2023 cũng với kiểu dáng thiết kế tương tự như vậy các bạn nha. Như mặt đồng hồ thay đổi này, dàn nhựa thay đổi, kiểu dáng đầu xe, thân xe, đuôi xe thay đổi này, khối động cơ tinh chỉnh lại, mức teo nhiên liệu cực kỳ lý tưởng 1,4 lít trên 100 km. Rất nhiều bạn là mong chờ như vậy. Tuy nhiên thì hiện tại chưa có bất cứ một cái thông tin nào cả. Top 5 vẫn đang cập nhật để gửi các bạn cùng tham khảo tiếp theo. Còn ở video ngày hôm nay thì mình sẽ quay cận cảnh cái phiên bản này để các bạn có thể nhìn ngắm. Vẫn rất đẹp và rất đáng để quan tâm. Mặt đồng hồ đây, các nút chức năng phím bấm trên xe vẫn tương tự các bạn nha. Về form thiết kế thì phiên bản Way 125i tương đồng với mẫu xe Future 125i này. Form thiết kế các bạn nha, kể cả dung tích bình xăng hay các nội dung trên xe này, rồi là hệ thống cốp xe là gần như tương tự với nhau, nó chỉ nhỉnh hơn nhau đôi chút thôi, không quá nhiều. Nên các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản này cũng được. Bởi nhiều bạn ấy khi đặt ra câu hỏi là với bỏ ra số tiền 86 triệu, với việc bỏ ra số tiền chỉ vào khoảng tầm 31 đến 34 triệu thì lựa chọn phiên bản nào? Đấy, mình có thể đưa ra câu hỏi như vậy. Và chắc chắn rằng anh em miền Bắc, những người tiêu dùng Việt miền Bắc ấy sẽ lựa chọn những mẫu xe Future này. Bởi chơi những cái dòng xe nhập khẩu ấy phải là những người biết chơi xe và có điều kiện về kinh tế một chút thì người ta mới hay lựa chọn dòng xe Way 125 của Thái nói riêng và các cái dòng xe Future, các dòng xe được nhập khẩu từ đất nước Thái Lan nói chung các bạn nha. Mình có thể nói thêm với các bạn thông qua video ngày hôm nay. Đây các bạn có thể nhìn góc cạnh này của mẫu xe này, rất đẹp luôn, rất thể thao, lại mang đến một cảm giác lịch lãm, sang trọng, quý phái trên cái dòng xe này. Vì nó thừa hưởng rất nhiều thiết kế từ những mẫu xe đàn anh và đặc biệt là mẫu xe Honda SH, nhiều người mệnh danh là dòng xe số tiểu SH các bạn nha. Hiện tại mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây đang được bán với mức giá bán chỉ vào khoảng tầm 34 đến 35 triệu mà thôi cho các màu sắc của phiên bản phanh đĩa vành đúc. Rất cụ thể cho các bạn như vậy. Với các phiên bản phanh đĩa vành đúc ấy sẽ có giá là 34 đến 35 triệu trong thời điểm hiện tại. Còn các phiên bản sử dụng phanh đĩa vành nan giá chỉ 31 triệu 400 nghìn đồng. 31 triệu 400 nghìn đồng. Toàn bộ giá bán mình báo các bạn thông qua video ngày hôm nay đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Và như mình đã thông báo gửi đến các bạn rồi, mình đang quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe này tại xe máy Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trấn Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Gần như cái lượng hàng của dòng xe Future rất là khan hàng luôn. Về đại lý cũng chỉ vào 1 đến 2 chiếc mà có người đặt hàng ngay rồi các bạn nha. Nên với những bạn nào quan tâm hãy đặt hàng trước đi để đại lý lấy hàng lên cho các bạn, để các bạn có cho mình những cái trải nghiệm trên cái mẫu xe Future 125 FE ở đây. Màu trắng tinh khôi rất đẹp, nhiều người còn nói trêu là màu trắng ngọc trinh, nhìn cực kỳ ok và cuốn hút luôn. Với mức giá chỉ vào tầm 1/3 so với dòng xe Way 125i thì mình nghĩ là rất đáng để quan tâm trong thời điểm hiện tại với dòng xe Future ở đây. Nhìn mọi góc độ đều đẹp, đặc biệt là nó cho ra mắt những cái phiên bản màu trắng này là cực kỳ ok các bạn nha. Trắng kết hợp với đen luôn toát lên một cái gì đó gọi là sang trọng này, hiện đại này, phong cách thể thao mạnh mẽ trên dòng xe Future ở đây. Hiện tại với những bạn nào ấy mà có hộ khẩu ấy ở các vùng miền khác nhau, mình lấy ví dụ như ở Lai Châu mình hộ khẩu ở huyện, thì tiền đăng ký của mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình vào khoảng tầm 1,4 triệu đến 1,5 triệu. Còn đăng ký ở thành phố mất đâu đó vào khoảng tầm từ 3,4 triệu đến 3,5 triệu với mẫu xe Honda Future này các bạn nha. Thậm chí sẽ thấp hơn nếu các bạn tự đi đăng ký với mẫu xe Future này. Còn nhờ đại lý đăng ký thì chắc chắn đại lý sẽ lấy cho các bạn một chút tiền hoa hồng, cái tiền đại lý sẽ đi trực tiếp làm cho các bạn tại các cái trụ sở công an về cái đăng ký của chiếc xe các bạn.
cái gì cũng có đánh đổi cả các bạn nha. Mình có thể nói thêm, gửi đến các bạn thông qua video ngày hôm nay với mẫu xe Honda Future ở đây. Các nội dung trên xe đều rất trau chuốt, rất đẹp rồi. Các cái mảng nhựa được bố trí khá là ok. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, Honda Việt Nam cũng sẽ ra mắt cái mẫu xe phiên bản Way 125i của năm 2023 để đem đến những trải nghiệm mới mẻ hơn. Bởi các bạn cũng đã biết rồi, mẫu xe này bắt đầu được ra mắt từ tháng 4 năm 2018 và tính thời điểm hiện tại cũng đã vào khoảng tầm trên 4 năm, bước sang năm thứ 5 rồi các bạn nha. Cho cái mẫu xe này nên rất có thể trong năm nay sẽ có một phiên bản mới của năm 2023 trên dòng xe Future 125Fi. Hiện tại phiên bản này thì mức tiêu nhiên liệu cũng vào khoảng tầm 1,54 lít trên 100km, cũng là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Việt Nam chúng ta, thuộc dòng xe số phổ thông mà thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với các mẫu xe tay ga trong cùng phân khúc, kể cả những cái mẫu xe có cái mức tiêu hao, mức dung tích xi lanh nhỏ hơn mẫu xe này. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. 1,54 lít trên 100km. Đi kèm với đó là đầy đủ những tính năng trang thiết bị tiện ích an toàn như chìa khóa 4 trong 1, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ, khóa yên, cốp xe rộng rãi này, lên để được cắm chiếc mũ full face cả đầu, hệ thống đèn thì LED này, chia làm 3 khoang riêng biệt, đầy đủ luôn, không thiếu cái gì cả trên dòng xe Future này. Các bạn chỉ cần mua về độ lên cho đó một số món đồ chơi nữa là cực kỳ ok trên dòng xe Future 125Fe. Và đó là một số những thông tin mình muốn chia sẻ gửi đến các bạn thông qua video ngày hôm nay, rất cụ thể và chi tiết, bởi rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình muốn mình quay cận cảnh chi tiết mẫu xe này, thì ngày hôm nay mình có quay ở đây để gửi đến các bạn cùng tham khảo các bạn nha. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình hoặc thông qua số điện thoại của đại lý 0969188283 xem thứ của xe Lai Châu tư vấn cụ thể gửi tới các bạn. Các bạn đã dõi video này của mình, nếu các bạn nhấn like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh cho các bạn nha. Xin chào các bạn ở những video tiếp theo.